Xin chào các bạn, mời các bạn cùng nghe Cổ học tinh hoa của đồng soạn giả Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc và Tử An Trần Lê Nhân. 129. Chết đối đầu núi. Khi Vũ Vương đem quân đi đánh Vua Trụ, Bá Di, Thúc Tề nghe thấy, ra nắm dây cưng ngựa, cản lại và nói rằng, cha chết chưa chôn mà đã chăm việc chinh chiến, thế có gọi là hiếu được không? Bầy tôi giết vua để cướp nước, thế có gọi là nhân được không? Những người thân cận của Vũ Vương tức giận toan giết Bá Di và Thúc Tề. Thái Công Can nói rằng, không nên, hai ông là người nghĩa, rồi bảo quân lính ôm hai ông mà đẩy ra. Đến khi Vũ Vương đã lấy được thiên hạ của Vua Trụ, thiên hạ ai cũng tôn nhà Chu. Bá Di và Thúc Tề lấy việc mất nước làm xấu hổ, đến nỗi coi thóc gạo cũng là tài sản của nhà Chu, buồn bực không ăn nữa. Hai ông lên ẩn ở núi Thú Dương làm bài ca Thái Vi rằng, ta lên núi Tây Sơn, ta hái khóm rau vi, kẻ bảo thay kẻ bảo, còn biết phải trái gì. Đời cổ thoáng qua rồi, biết đâu mà quy y. Than ôi, đành chết vậy, thật vận mệnh ta suy. Chính chữ Hán là Đăng Bỉ Tây Sơn Hề, Thái Kỳ Vi Hỷ. Dĩ bạo dịch bạo hề, bất tri kỳ phi hỷ. Thần nông, ngu, hạ, hốt yên một bề, ngã an thích quy hỷ. Vua ta tù hề, mệnh chi suy hỷ. Giải nghĩa, Bá Di, Thúc Tề, hai con vua cô trúc đời nhà Thương. Thái Công, tức Lã Vọng, một hiền thần nhà Chu, trước câu cá ở sông Vi, sau gặp vua Văn Vương đón về, vua Vũ Vương dùng làm tướng. Thú Dương, tức cũng là Tây Sơn, tên núi ở về huyện Vĩnh Thanh, tỉnh Sơn Tây bây giờ. Kẻ bảo thay kẻ bảo, đây nói vua Trụ bảo ngược, vua Vũ thay vua Trụ cũng là bảo ngược. Lời bàn, xem bài này, hoặc có nói Bá Di, Thúc Tề nắm ngựa mà can Vũ Vương là phải. Song can mà người ta không nghe sao không chỉ thân chết theo với nước, lại đi lên núi Thú Dương hái rau vi. Than ôi, sau ngày Giáp Tý là ngày vua Trụ mất thiên hạ, Vũ Vương đã đánh được nhà Thương. Núi Thú Dương còn là đất của nhà Thương, rau vi ở núi Thú Dương còn là đồ ăn của nhà Thương nữa hay không? Bá Di, Thúc Tề lầm rồi. Nói như thế nghe kể cũng có lý, nhưng có phần quá nghiêm khắc. Ta chỉ biết Bá Di, Thúc Tề thân cô mà dám ngăn cả thiên binh vạn mã, thế là trong lòng rất can đảm. Biết vua Trụ là người không tốt mà cũng giữ một niềm thủy chung, thế là nghĩa bất sự nhị quân, đáng tôn trọng quý báu biết chừng nào. Vả chăng hăng hái mà liều chết, việc ấy còn dễ chớ chung thủy mà làm điều nghĩa, việc ấy mới là khó. Bá Di, Thúc Tề lên ẩn trên núi mà còn để lại bài ca Thái Vi, còn lưu lại hai tiếng hiếu nhân lúc ra can Vũ Vương. Thật là những bậc có thể phù thực được cương thường muôn đời, khiến cho người đời sau ai xem chuyện. Ngũ ngoan cũng thành có tri thức, liệt nhược cũng hóa ra cương cương mà có chí tự lập vậy. 130. Đời người. Sống 70 năm đã mấy người, trước thì tuổi trẻ, sau già lão, thì giờ quãng giữa được bao lâu, lại còn viêm lương cùng phiền não. Hoa quá mùa xuân, hoa kém tươi, trăng quá mùa thu, trăng kém sáng. Hoa tươi trăng sáng, ta ngâm nga, rượu năm ba chén say choáng choáng. Tiền của càng nhiều càng oán to, quan chức càng cao càng nhọc xác. Quan to tiền nhiều lòng những lo, chỉ tổ làm cho đầu chóng bạc. Xuân đi hạ lại, thu sang đông, chóng như thổi đưa như nước chảy. Vừa tiễn buổi chiều chuông chùa kêu, đã báo rạng đông gà sáng gáy. Ta thử tính xem người nhãn tiền, một năm đã thấy khuất vô số, lu nhô nắm đất cánh đồng hoang, quá nữa không ai người tảo mộ. Đường Bá Hổ, giải nghĩa, Đường Bá Hổ, người thời Tống tên là Trường Nhụ ở Đan Lang, chuyên học kinh dịch, kinh Xuân Thu,
trị gia rất có phép. Ông có bài ca nhân sinh mà. Đây dịch ra lời bàn: đời người trăm năm sống được 6-70 năm đã hiếm. Trong khoảng 6-70 năm ấy, trừ lúc tuổi chưa khôn, tuổi già hết khỏe, quãng giữa còn được vài 30 năm có là bao, mà lại còn gặp biết bao nhiêu những sự đau đớn, phiền não. Ôi đời người rút lại như thế, có mấy lúc là sống cho ra sống. Nên chi, hàng năm, hãy gặp được thánh cảnh, lương thời, thì ra kiếp nên vui chơi cho sung sướng thỏa thích. Thời đâu mà cứ mài việc theo đuổi lấy cái sang giàu giả dối chốc lát để là lụy đến tấm thân. Lúc sống thì người chống già, khó giữ lâu được cái thân. Lúc chết thì thiên hạ chống quên, khó giữ lâu được mồ mả. Thời giờ mau chóng thối đời viêm lương, vậy người ta lúc sống mà tự khổ thân quá, tưởng cũng là khờ vậy. Đối với cái thời gian, không gian vô cùng vô hạn thì một người và một đời người kể có thấm vào đâu. 131. Ba điều khó học. Thầy Tăng Tử nói với Đức Khổng Tử: tôi biết thầy có ba điều tôi học mãi mà chưa làm được. Thầy thấy người ta có một điều phải mà quên cả trăm điều trái của người ta, thế là thầy dễ tính. Thấy người có điều gì phải thì vui vẻ như là mình có, thế là thầy không ghen tị. Nghe thấy điều gì phải, nhất quyết làm rồi sau mới nói, thế là thầy chịu khó thực hành. Thầy là người dễ tính, là người không ghen tị, là người chịu khó. Tôi học mãi ba điều ấy của thầy mà chưa thể làm được. Thuyết uyển, giải nghĩa. Tăng Tử, tức là Tăng Sâm, người thành thực và rất có hiếu, học trò giỏi của Đức Khổng Tử truyền được đạo đức. Khổng Tử có thuộc sách Hiếu Kinh và sách Đại Học. Lời bàn: lấy một điều phải mà quên trăm điều trái, thế là có bụng khoan dung người ta, lại có ý gây cho người làm nên điều phải. Thấy người làm phải cũng vui như chính mình làm điều phải, thế là có lòng vô ngã muốn dục cho người phải ưa làm điều phải. Thấy điều phải làm ngay rồi mới nói, thế là vụ cái thực làm chớ không chỉ có một cái nói dối mà thôi. Ba điều này mới nghe tưởng dễ, mà làm thực khó. Thối thường, người đời chỉ hay bới xấu nhau, ghen tị nhau, nói dối, mà làm càng, cho nên mới ghét bỏ nhau, lừa dối nhau, hãm hại nhau, đưa nhau đến tử vong mà không gỡ ra được. 132. Ba điều vui. Người quân tử có ba điều vui, tuy cho làm vua cả thiên hạ là sướng mà cũng không kể vào trong ba điều vui ấy được. Cha mẹ còn sống, anh em bình yên là một điều vui. Ngửa lên không tội thẹn với trời, cúi xuống không xấu hổ với người là hai điều vui. Được những bậc anh tài trong thiên hạ mà dạy dỗ gây dựng cho ra người là ba điều vui. Mạnh Tử. 133. Thương mẹ già yếu. Hàng Bá Du ăn ở với mẹ rất là có hiếu. Những khi có lỗi, mẹ thường đánh đòn. Một hôm Bá Du phải đòn, khóc mãi. Mẹ thấy vậy hỏi: mỗi khi mẹ đánh con biết lỗi, con cam chịu ngay, lần này sao con khóc dài thế? Bá Du thưa: mỗi khi mẹ đánh con thấy đau, con biết mẹ còn mạnh khỏe. Lần này mẹ đánh con thấy không đau mấy, con biết sức mẹ đã yếu, cho nên con nghĩ con thương mẹ mà con khóc. Ôi, con ăn ở với cha mẹ tuy khó nhọc khổ sở cũng không dám oán như Bá Du trong chuyện này. Không những không oán mẹ lại còn thương mẹ già yếu. Tình con yêu mẹ thế mới thật là thâm thiết. Thuyết uyển, giải nghĩa. Hàng Bá Du, người đất lương đời nhà Hán, hiếu, đạo ăn ở hết lòng với cha mẹ. 134. Áo đơn mùa rét. Mẫn Tử Khiêm mồ côi mẹ từ thuở nhỏ. Mẹ kế sinh được hai con trai, chỉ yêu con đẻ mà ghét Tử Khiêm. Mùa đông tháng giá, mẹ kế không cho Tử Khiêm mặc áo mền bông, chỉ cho mặc áo mền hoa lau. Một hôm Tử Khiêm đánh xe hầu cha, cha thấy co ro run rẩy liền quở mắng. Tử Khiêm nín không dám nói, cha giận đánh, ngờ đầu áo rách, bật hoa lau ra. Cha thấy thế căm giận người vợ kế bạc đãi con mình liền muốn đuổi đi. Tử Khiêm khóc mà van rằng: vì con mà ở lại thì chỉ mình con rét, vì con mà phải đuổi đi thì ai may áo cho chúng con.
có lẽ ba anh em con đều không có áo, phải chịu rét cả. Cha nghe nói cảm động, bèn thôi không đuổi vợ kế nữa. Và từ đó người vợ kế cũng có lòng thương yêu Tư Khiêm như con đẻ vậy. Thuyết Uyển 135, dân thư cứu cha. Thuân vô ý làm quan ở Tề Trung phải tội sắp đem hành hình giải đến Trường An. Ông không có con trai, chỉ sinh được 5 con gái. Lúc bị bắt đi, ông mắng con rằng đẻ con chẳng đẻ con trai, những khi nguy cấp thật không có ai đỡ đần công việc. Người con gái út tên là Đề Oanh thương khóc theo cha đến Trường An, dâng tờ thư, đại ý nói: cha tôi làm quan, cả miền Tề Trung ai cũng ca tụng là thanh liêm, công bình, nay bất hạnh phải tội thật là oan quá. Vả chăng tôi trộm nghĩ người đã chết thì không sống lại được, đã chém thì không liền lại được. Nên dù có muốn đổi lỗi, theo điều phải trở nên hay, nên tốt cũng không có cách nào nữa. Tôi xin bán mình làm đứa ở chỗ quan phủ, chuộc tội cho cha để cho cha tôi được tự tân. Thư tâu lên vua, vua xem, tha cho Thuần Vu Ý, rồi xuống chiếu, trừ các nhục hình. Sự ký Hán Vân Đế, lời bàn, bên phương Đông ta, thương tình cha mẹ vẫn quý con trai hơn con gái, vì kể cứ trong nhà, con trai bao giờ vẫn được việc hơn con gái, nhất là những khi nguy cấp. Nên Thuần Vu Ý đây tức mình mà gắt như thế cũng là phải. Nhưng Thuần Vu Ý biết đâu là được người con gái như Đề Oanh thực là hết lòng với cha. Cứu cha được ra ngoài vòng tội hình, lại có phần giúp đỡ được cho cả nhân dân trong nước. Vì vua bỏ các nhục hình, thế mới hay con gái hay con trai cũng vậy mà thôi. Quý hồ là ăn ở hết đã với cha mẹ giúp đỡ có ích cho xã hội, thì cũng là quý giá không bên nào khinh, bên nào trọng. Cổ ngữ có câu: gái mà chi, trai mà chi, con nào có nghĩa, con nghi là hơn. Thực là phải lắm. 136. Nuôi mẹ bằng điều phải. Đoán Thuần lúc nhỏ học ông Trình Di, thường chỉ cốt theo nghề khoa cử. Có một khoa thi tiến sĩ, ông đã vào đến kỳ văn sách, đầu bài ra có câu: chu nguyên hữu chư thần, nghĩa là giết các bài tôi đời nguyên hữu. Ông bỏ bài không làm, đi ra. Khi về, ông thưa với thầy là ông Trình Di rằng: từ nay con không thi tiến sĩ nữa. Ông Trình Di nói: ngươi còn có mẹ già kia mà. Đoán Thuần về thưa chuyện thi cử với mẹ và nhắc lại cả câu thầy học bảo. Ba mẹ nói: ta muốn con lấy điều phải mà nuôi ta hơn là lấy bổng lộc không ra gì mà nuôi ta. Ông Trình Di nghe thấy câu ấy khen rằng: giỏi thay một người mẹ như thế. Tống sử Đoán Thuần chuyện giải nghĩa: Đoán Thuần, người đời Tống, học giỏi nết tốt, mấy lần vua Triệu từ chối không ra làm quan. Trình Di, tức là Trình Y Xuyên, một bậc danh nho đời Tống. Lời bàn: như Đoán Thuần đây sở dĩ mà không muốn đi thi là vì đầu bài ra trái ngược hẳn với lẽ phải. Bài tôi đời nguyên hữu vốn là người giỏi mà lại bảo đem giết, đầu bài mà ra như thế là có ý muốn cho bọn đi thi đỗ, mà sau này là bọn quan trường phải bác đời Tống Triết Tôn đi để nâng cái đời bấy giờ là đời Tĩnh Khang lên. Còn như Trình Di ở đây có ý khuyên bảo nên đi thi, là bụng nghĩ Đoán Thuần còn mẹ già phải phụng dưỡng, thối thường cha mẹ cho con ăn học, ai là người không muốn cho con đi thi lấy đỗ, đã kiếm được chút lương bổng nuôi nấng mình, lại còn làm nên chút công danh vẻ vang cho cả nhà cả họ. Kịp đến bà mẹ sở dĩ bảo Đoán Thuần như thế là bà biết trọng việc nghĩa hơn là danh lợi. Một câu bà dạy con khiến một nhà hiền triết như Trình Di còn phải phục, phải khen thì há chẳng đáng làm cho những cha mẹ có con thi đỗ, chỉ mong cho con được chút danh phận. Bất phân danh phận ấy thật hay giả, hay hay dở, phải suy xét cân nhắc rồi hãy đặt để cho con ru. 137. Say bắn chết trâu. Ngư Hoàng, Ngư Bật, hai anh em ở chung với nhau. Bật có tính hay chén, mà hễ chén vào thì thường khi nát rượu. Một hôm anh đi vắng, Bật ở nhà uống say túy lúy, bắn chết mất con trâu của anh. Kịp lúc anh về, người vợ đóng cửa, xăm xăm bảo rằng: này này, chú nó ở nhà bắn chết trâu rồi. Hoàng nói: trâu chết thì phải cho đem làm thịt,
hoang vào nhà. Vương ngồi yên, vợ lại chạy đến hăm hở nói: "Chú nó bắn chết trâu là việc to lắm, có phải việc thường đâu." Hoàng nét mặt vẫn hòa nhã tự nhiên nói: "Phải, tôi biết rồi mà." Rồi lấy sách vở xem như không có chuyện gì cả. Vợ thấy thế vui cơn giận, không dám nói gì nữa. Tùy kỹ, giải nghĩa: "Ngưu Hoàng, người đời nhà Tùy làm quan đến lại bộ thượng thư, đời bấy giờ xưng là đại nhã quân tử." Tùy kỹ, sách chép việc đời nhà Tùy. Lời bàn: "Anh em một nhà mà ghét bỏ xa lánh nhau phần nhiều chỉ là tại chị em dâu. Không phải chị em dâu có bạc ác gì đâu. Tại thường tình đàn bà, phần thì suy hơn tính thiệt, tí chút cũng so kè, làm cho chữ lợi đè mất chữ nghĩa. Phần thì đêm ngày trò chuyện, bao nhiêu cái hay muốn vơ cả vào mình, thành ra anh em hóa dở, làm cho chữ tình lấn được chữ thân. Đám nam nhi ta muốn ăn ở cho trọn vẹn nghĩa anh em, tình vợ chồng, tưởng cũng khi khó." Ngưu Hoàng lấy thái độ ôn hòa, trầm tĩnh đối với vợ khi vợ đang bực tức căm giận. Thật là biết đường lửa cháy cất dầu, cơm sôi bớt lửa mà biết đâu Hoàng lại chả nghiêm trách em mà không ai biết. Vì thế mà vợ mất giận, em được toàn, thế chẳng phải là biết cách ăn ở rất khéo trong chốn gia đình ư? 138. Tên tù nước Sở. Chung Nghi là người nước Sở bị nước Trịnh bắt nộp sang nước Tấn. Nước Tấn đem bỏ vào tù. Một hôm vua Cảnh Công đòi ra, cho cởi trói, gọi đến tận nơi ủy lạo, rồi hỏi: "Ông cha nhà ngươi xưa nay làm nghề gì?" Chung Nghi thưa: "Ông tôi xưa nay làm nhạc quan." "Thế người có biết nhạc không?" "Cha tôi xưa làm chức ấy, tôi nay vẫn giữ nghiệp nhà, đâu dám sao lãng." Cảnh Công đưa cho đàn cầm, bảo gảy một khúc. Chung Nghi gảy thuần tiếng Nam, tức là tiếng nước Sở. Nghe xong, Cảnh Công hỏi: "Vua Sở là người thế nào?" Chung Nghi thưa: "Tôi trí khôn hèn kém, không đủ biết được thịnh đức của quân vương nước tôi." Cảnh Công hỏi đi hỏi lại 2-3 lần, sao Chung Nghi phải thưa: "Quân vương nước tôi khi làm thái tử, nghe lời quan sư, quan bảo dạy dỗ, buổi sáng đến chơi với anh Tề, buổi chiều đến chơi với Tử Phản. Tôi biết có thế, còn việc khác tôi không được rõ." Cảnh Công đem chuyện ấy nói cho Phạm Văn Tử nghe. Văn Tử thưa: "Tên tù nước Sở như thế thật là một bậc quân tử. Chức nghiệp vẫn giữ nước nhà, là người không quên gốc âm nhạc vẫn giữ tiếng Nam, là người không quên nước. Khen vua Sở mà khen tính tự nhiên là vô tư. Nói với nhà vua đây mà gọi hẳn tên hai quan khanh là tôn quân. Không quên gốc là nhân, không quên nước là tính. Vô tư là trung, tôn quân là mẫn. Nhân thì xử được việc, tính thì giữ được việc, trung thì nên được việc, mẫn thì xong được việc. Có bốn đức ấy việc to đến đâu cũng phải xuôi. Sao nhà vua không giao trả tên tù cho nước Sở, để hắn về yêu kết việc hòa hiếu cho nước Tấn, nước Sở với nhau?" Cảnh Công theo lời Văn Tử, hậu đãi Chung Nghi, đưa về Sở đề cầu việc hòa hiếu. Tả truyện, lời bàn: "Tên tù này không phải vì phạm tội thường mà bị tù, nhưng vì việc nước mà bị nước khác bắt tù. Khi đã bị bắt, người ta tra hỏi mà không rối trí, cứ ung dung đối đáp rất thông hoạt, và có ý vị khiến cho vua tôi nước ngoài nghe thấy phải khen, phải phục. Như thế chẳng là vì một cái trí lựa khí khái của mình mà được thoát nạn, nước mình cũng được nhân đấy mà tôn lên ru. Ôi, một nước được một tên tù giỏi mà kiến trọng, huống chi là có bao nhiêu hiền tào thì nước được mong cậy biết là bao. Quốc hữu nhân tắc thực, nghĩa là nước có người giỏi thì nước mới đầy đủ vững chắc. Câu trong sách dạy quả là đúng lắm." 139. Bệnh quên. Nước Tống có anh đứng tuổi, tự nhiên mắc phải bệnh quên. Buổi sáng lấy gì của ai, buổi chiều đã quên. Ngày nay cho ai cái gì, ngày mai đã quên. Ra đường quên cả đi, ở nhà quên cả ngồi. Trước có làm những gì, bây giờ quên hết. Bây giờ đang làm gì thì sau này cũng quên hết. Cả nhà anh lấy làm lo, xem bói không tốt, đi cũng không đỡ, đón thầy thuốc chữa cũng không khỏi. Sao có ông đồ người nước lộ đến xin đám, nói rằng chữa được.
Vợ người có mệnh hứa với ông đồ hễ chữa khỏi thì chia cho nửa cơ nghiệp. Ông đồ nói, bệnh này bói không ra được, cũng không khỏi được, thuốc không chữa được. Nay tôi thử hóa cái tâm tính, biến cái trí lượng của anh ta. May mà khỏi chăng. Nói đoạn ông đồ liền sai lột áo để cho rét, thì thấy anh ta xin áo. Sai cấm ăn để cho đói thì thấy anh ta xin ăn. Sai đem vào chỗ tối thì thấy anh ta xin ra chỗ sáng. Ông đồ hớn hở bảo con anh ta rằng, bệnh chữa được, song môn thuốc của tôi bí truyền không thể nói cho ai biết. Rồi ông đuổi cả người chung quanh đi, chỉ một mình ông với người có bệnh trong 7 ngày. Chẳng ai biết ông đồ chữa chạy thế nào, mà cái bệnh lâu năm thế nhất đáng khỏi phăng. Khi anh có bệnh đã tỉnh như thường, anh liền nổi cơn giận, chửi vợ đánh con, cầm giáo đuổi ông đồ. Người ta bắt anh hỏi, vì cớ gì mà anh giận như vậy? Thì anh ta nói, lúc trước ta có bệnh quên, thì trong lòng ta thản nhiên khoan khoái, trời đất có hay không ta cũng chẳng biết. Nay ta hết bệnh, ta nhớ lại cả những việc vài mươi năm về trước, việc còn, việc mất, việc được, việc hỏng, việc hương, việc vui, việc yêu, việc ghét, trong lòng lại muôn mối ngổn ngang bời bời nổi lên vậy. Ta e sau này những việc còn mất, được hỏng, thương vui, yêu ghét ấy cứ vương vít trong lòng ta mãi mãi, thì bây giờ dù muốn quên cả đi một phút, một lát liệu còn có được nữa chăng? Liệt Tử, Giải Nghĩa, Tống, nước Chư Hầu thời Xuân Thu ở vào huyện Thương Khương, tỉnh Hà Nam bây giờ. Ông đồ người nước Lỗ, đây ám chỉ Khổng Phu Tử, lời bàn, lòng người đen trắng, việc đời đảo điên, lắm nỗi ngang tai trái mắt, làm cho người ta không muốn trông, muốn nghe, thậm chí đến không muốn biết đến, chỉ muốn quên sạch. Bởi thế Liệt Tử thành ra chán đời, mới đặt ra câu chuyện này để tỏ hết cái nỗi bực tức đau thương trong lòng. Ôi, chẳng gì cái đời cổ tự Liệt Tử cũng còn chất phác, mà đã khắt khe đáng chán như thế. Huống chi cái đời bây giờ là cái đời mỗi ngày gian trá quái ác thêm sinh, thì phỏng còn có gì làm cho người biết nghĩ đáng yêu đáng quý nữa. Nghĩ thân phù thế mà đau, bọt trong bể khổ, beo dầu bến mê. 140. Bệnh mê. Nước Tần có con nhà học bàn, lúc nhỏ thông minh khôn ngoan sớm, đến lúc lớn tự nhiên mắc phải bệnh mê. Nghe hát cho là khóc, trông trắng hóa ra đen, ngửi thơm cho là thối, ăn ngọt cho là đắng. Tính hạnh anh dở mà cứ cho là phải, bao nhiêu những cái anh ta nghĩ đến, trời đất, bốn phương, nước, lửa, nực, rét, không cái gì là không đảo ngược sai lầm cả. Có người bảo cha anh rằng, bậc quân tử nước Lỗ có nắm thuật nhiều nghề họa may chữa được chăng, sao không đưa đi mà hỏi. Người cha sang nước Lỗ, khi qua nước Trần gặp ông Lão Đam, nhân nói chuyện chứng bệnh của con. Lão Đam nói, nhà ngươi há biết được cái bệnh mê của con nhà ngươi đâu. Nay thiên hạ ai ai cũng u ờ phải trái, mờ mịt, vì lợi hại, kẻ mắc phải bệnh mê như con nhà ngươi rất nhiều, chẳng có ai tin cả. Vả lại, một mình mê không đủ làm lụy một nhà mê không đủ làm lụy một nước mê không đủ làm lụy cả thiên hạ. Thiên hạ ai ai cũng mê cả, thì còn ai làm lụy ai được nữa. Giả sử thiên hạ ai cũng mê như con nhà ngươi mà chỉ nhà ngươi muốn chữa bệnh mê, thế thì chính nhà ngươi lại hóa ra mê mất. Ở đời những sự thương, vui, lẽ phải trái, những cái mắt trông, tai nghe, mồm nếm, mũi ngửi, ai nấy là người chắc cứ cho như thế mới là phải. Này ngay như lời nói ta đây, vì tất đã khỏi mê, huống chi người quân tử nước Lỗ lại là người quá ư mê, thì chữa sao được bệnh mê của người. Nhà ngươi đem bao nhiêu tiền đi tìm thầy chữa chạy chẳng bằng nghe ta trở về ngay còn hơn. Liệt Tử, Giải Nghĩa, Tần, tên một nước về đời Xuân Thu ở vào đất Thiểm Tây ngày nay. Quân tử nước Lỗ, ám chỉ Khổng Tử. Lắm thuật nhiều nghề, lắm cách nhiều lối. Trần, tên một nước Xuân Thu ở khoảng Phủ Thai Phong, Hà Nam, cho đến Châu Bạc, An Huy, bây giờ. Lão Đam, tức Lão Tử, họ Lý tên Nhi người Xuân Thu có làm sách Đạo Đức Kinh,
Tổ Đạo Lão, Lời Bàn. Bài ngày cũng như bài trên có ý chê đức Khổng Tử, bác hẳn cái nếp đã thành ở đời. Xưa nay ai nấy, từ lúc biết đời cũng cứ cho như thế mới là phải. Nhưng xét đến nơi, cái nếp ấy chẳng qua cũng chỉ là ước định mà thôi. Ấy là không nói ở đời lắm kẻ lợi dụng cái nếp ấy làm điều giả dối để ngu hoặc người ta. Lắm khi đến nỗi chỉ còn có danh mà không có thực. Giả sử bây giờ ta thử đổi cái trắng là đen, cái đen là trắng, cái ngọt là đắng, cái đắng là ngọt. Nếu lâu ngày quen nếp đi, thì tất thiên hạ lại cho thế mới là thuận mà chính như bây giờ là nghịch vậy. Ôi! Cái thanh, sắc khứu, vị rõ rệt như thế, người đời cho ngược hẳn lại được. Thì cái nhân tâm, thế đạo là cái vô hình, vô trạng người đời há lại không dám ngược lại hay sao? Nay những đời loạn, càng dở thì cho là tòng quyền, hà hiếp thì gọi là bên vực, cái phận trên dưới không phân minh, đến cả cha con cũng bình đẳng. Cái mối luân thường đã rối loạn, đến cả vợ chồng cũng tự do, mà cứ càng ngày càng đắm đuối mãi vào, thì có gọi đời là tỉnh được hay không? Hay chính là mê, mê quá không biết nữa vậy. Bệnh mê thực làm hại người ta, hầu hết cả một nước, cả loài người. Như điên, như cuồng, ai chữa cho khỏi, mà ai là kẻ có cách nhìn được khỏi? Thằng ôi biết làm thế nào?